Giá tiêu hôm nay 12 tháng 10 tại một số tỉnh trọng điểm trong nước giảm 500 đồng 1 kg xuống khoảng 67.500, 70.500 đồng 1 kg. Giá tiêu trong nước Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường nội địa giao động từ 67.500 đồng 1 kg đến 70.500 đồng 1 kg. So với hôm qua, giá tiêu tại Gia Lai và Bà Rịa, Vũng Tàu giảm nhẹ 500 đồng 1 kg, trong khi các địa phương còn lại vẫn duy trì ổn định trong đó, mức giá được ghi nhận tại Gia Lai và Đồng Nai lần lượt là 67.500 đồng 1 kg và 68.500 đồng 1 kg. Đồng thời, Đắk Lắc và Đắk Nông vẫn thu mua hồ tiêu với mức giá chung là 69.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu lần lượt ghi nhận tại mức 70.000 đồng 1 kg và 70.500 đồng 1 kg. Giá cà phê trong nước hôm nay 12 tháng 10 vẫn ở duy trì ở mức đi ngang giá cà phê trong nước. Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 12 tháng 10 vẫn ở duy trì ở mức đi ngang so với phiên giao dịch ngày 11 tháng 10. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về quanh mốc 63.600 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 63.600 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.800 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.200 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư Ga giá cà phê hiện ở mức 63.700 đồng 1 kg. Còn tại huyện Ea Haleo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 63.800 đồng 1 kg.